Khi nhắc đến các thủ môn, nhiều người hẳn nghĩ ngay đến những pha cản phá xuất thần của David De Gea, những tình huống băng lên như hậu vệ của Manuel Neuer, trước thủ lĩnh của Oliver Kahn hay những pha xử lý ngẫu hứng của Rene Higuita. Tuy nhiên, vẫn còn đó những thủ môn vô cùng đặc biệt khác, những người ngoài nhiệm vụ chính là bảo vệ khung thành còn kiêm luôn việc đốt lưới đối thủ. Và các bạn đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình kèm dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Trong bóng đá, nhiệm vụ của thủ môn luôn là bảo vệ khung thành và sẵn sàng cản phá những cú dứt điểm của đối phương. Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt, những người gác đền đôi khi lại trở thành người hùng bằng cách trực tiếp ghi bàn cho đội nhà. Vì vậy, hôm nay hãy cùng chúng tôi xem lại những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp tới từ chính các thủ môn nhé. Từ giải vô địch quốc gia Nam Phi xa xôi và ít người biết đến, thế nhưng pha lập công này đã từng được đề cử vào giải Budcast 2017. Trong một tình huống lên tham gia tấn công ở những phút cuối cùng, thủ thành Oscarin Masulut đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng gỡ hòa. Đáng nói hơn, đây còn là một siêu phẩm đẹp mắt với cú ngã bàn đèn cực kỳ điệu nghệ đưa bóng đi vào góc chết của khung thành. Thật khó tin khi một pha lập công đẹp mắt như này lại được ghi bởi một thủ môn, phải không nào? Bàn thắng này làm nhiều người hâm mộ liên tưởng tới siêu phẩm xuất xa nổi tiếng của Beckham ghi được vào lưới Wimbledon năm 1996. Từ chấm đá phạt ở phần sân nhà, thủ thành này khiến tất cả phải bất ngờ với cú sút thẳng về cầu môn đối phương. Bóng như đã được lập trình sẵn khi có độ rơi hoàn hảo vượt qua tầm với của thủ môn đội bạn trước khi bay vào lưới. Rõ ràng bàn thắng này thuộc vào top siêu phẩm trăm năm có một. Chứng kiến pha bóng này, rất nhiều người đã đặt câu hỏi người vừa dứt điểm là Lionel Messi hay chỉ là một thủ môn bình thường. Được hưởng một cú đá phạt ở cự ly gần 25m, người gác đền của câu lạc bộ Caldas tại giải vô địch quốc gia Colombia là người đứng lên nhận trách nhiệm thực hiện. Mặc dù là thủ môn, thế nhưng anh chàng này lại sở hữu một cái lòng trong chân phải rất ngọt. Cú cứa lòng hoàn hảo đưa bóng xoáy vào góc chữ A và không cho thủ thành đối phương bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Trong những phút bù giờ, khi đội nhà bị dẫn bàn, thủ môn lên tham gia tấn công ở những phút thi đấu cố định không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, không phải người gác đền nào cũng có may mắn và xuất sắc ghi được bàn như anh chàng này. Chọn vị trí thông minh trong pha đá phạt góc, những hậu vệ đối phương cũng đã bỏ quên anh chàng thủ môn cao lớn này. Cú chạm đầu sau đó là đủ khó để đánh bại được người đồng nghiệp đang đuổi phía bên kia chiến tuyến. JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro, name hot in these streets, no Tabasco, but I'm so stubborn, that's a fact, yo, and if you think I'm running, you can run it back, yo, go on, run it back, you know that I run it, everything you wanna do, I already done it, and I got your little boo telling me she love me, I got this one. Cho đến nay vẫn chưa có thủ môn nào vượt qua được kỷ lục 131 bàn thắng của huyền thoại Rogerio Ceni. Thành tích vô tiền khoáng hậu này phần lớn tới từ những cú sút phạt cực kỳ đẹp mắt của cựu ngôi sao Sao Paulo.
từ động tác chạy đà cho tới cú vung chân, thủ thành người Brazil đều thực hiện một cách chuẩn chỉ và không thua kém bất kỳ một cầu thủ tấn công nào. Bóng đi cong vòng qua hàng rào khiến cho pha bay người của thủ thành đối phương trở nên vô nghĩa. To these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. Martin Hansen chưa bao giờ nằm trong danh sách những thủ môn xuất sắc. Thế nhưng chỉ với một pha làm bàn để đời tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, tên tuổi của anh đã được rất nhiều người biết đến. Phút 90+5, khi đội nhà đang bị dẫn 2-1, thủ thành người Đan Mạch đã quyết định lên tham gia tấn công. Đây quả là quyết định hết sức đúng đắn, khi ngay sau đó anh đã lập một siêu phẩm bằng cú đánh gót theo kiểu bò cạp và khiến cho PSV phải ngậm ngùi chia điểm với câu lạc bộ Den Haag. Đối với mọi thủ môn, chiều cao là yếu tố cực kỳ quan trọng khi giúp họ bay nhảy và bảo vệ khung thành. Tuy nhiên trong những tình huống lên tham gia tấn công, chiều cao khủng cũng tăng lợi thế cho những pha không chiến của thủ môn. Tận dụng cú đá phạt góc của đồng đội, người gác đền của Athletic Bilbao bật cao đánh đầu dũng mãnh và bằng cách không khác gì một tiền đạo này đã giúp đồng đội xứ Basque cân bằng được tỷ số ở những phút cuối cùng. Sau khi Andriy Shevchenko giải nghệ, Andriy Biatov đã có lẽ là cái tên nổi bật nhất của bóng đá Ukraine. Là người gác đền số 1 cho đội tuyển Ukraine trong một thời gian rất dài, thủ thành sinh năm 1984 cũng đã kịp có cho riêng mình một bàn thắng làm kỷ niệm. Tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Biatov đã có mặt đúng chỗ và là người chạm bóng cuối cùng, qua đó làm rung mạnh lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Slovakia. Không đơn thuần là pha ghi bàn của một thủ môn, bàn thắng này còn là pha lập công tai tiếng nhất trong lịch sử giải U16 châu Á. Sau pha phát bóng chẳng mấy nguy hiểm của thủ môn đối phương, người gác đền của U16 Triều Tiên lại cố tình băng ra ngoài vòng cấm và bắt hụt bóng. Dù đủ thời gian để đuổi theo, thế nhưng anh chàng này liên tục vấp ngã rất khó hiểu để cho bóng bay vào lưới. Sau đó, chính thủ môn này cũng đã bị liên đoàn AFC cấm thi đấu 12 tháng vì hành động phi thể thao này. Gắn bó với RB Leipzig từ mùa 2015 khi còn đang thi đấu tại giải hạng 2 nước Đức, Peter Gulacsi luôn là chốt chặn đáng tin cậy của câu lạc bộ này. Không chỉ gây ấn tượng nhờ những pha cứu thua, thủ môn người Hungary còn để lại dấu ấn với một bàn thắng để đời. Sau tình huống đá phạt góc, bóng bất ngờ tìm đến chân của Gulacsi trong tư thế không bị ai theo kèm. Nhận thấy cơ hội, người gác đền 31 tuổi nhanh chóng xoay người dứt điểm và có pha lập công duy nhất trong sự nghiệp của mình. Chứng kiến thủ môn lên tham gia tấn công và ghi bàn luôn là một trải nghiệm cực kỳ thú vị với mọi khán giả yêu bóng đá, phải không nào?
Và nếu thấy video này hay, hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm trong những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.